Tôi là Đào Trọng Xuyên, năm nay 46 tuổi, quê hương là ở tại Phú Xuyên, Hà Nội. Quê hương thứ hai của tôi là trên Bình Phước. Anh làm công việc gì anh dạ, Xuyên? Dạ em làm cao su vườn điều. Rồi, mời chị gái giới thiệu ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em chào anh chị Cát Tường và em chào quý vị khán giả. Chào anh Nam bên kia, em tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Năm nay em 42 tuổi, em sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Quê gốc của em là Quan Họ, Bắc Ninh. Chị đang làm công việc gì? Em dạy học ạ. Anh có mấy mối tình rồi? Em đã có một đời vợ. À. Và 36 tuổi thì em mới lập gia đình. Anh chị lấy nhau bao lâu? Em lấy nhau được 3 năm, được có một cháu nữa. Lớn chưa anh? Cháu được 9 tuổi, quen nhau được có một năm thôi. Lúc đó là cũng là cái tình thương nhiều chứ không phải là tình yêu. Hiện tại là con trai anh ở với anh hay là dạ, ở con trai là đang ở với em. Dạ, mình còn liên lạc với chị nhà không anh? Dạ không ạ, cô đã có chồng rồi. Nghĩa là ly dị là cũng 4 năm nay rồi. Khi mà chị nghe hoàn cảnh anh vậy thì chị cảm nhận như thế nào? Em cũng một lần cũng ly hôn một lần rồi. Chị có cháu nào chưa? Em có một cháu học lớp 11 rồi. À, trai cháu trai ạ. Cũng cháu trai luôn. Dạ, đang ở với em. Thế là mình chia tay được bao lâu rồi? Dạ, cũng được 5 năm rồi, em sống được 13 năm. Trước em dạy huyện Vĩnh Cửu xa xong rồi anh cứ bắt sinh đứa nữa rồi anh chẳng chịu làm việc nhà, anh thầu xây dựng, anh làm 4-50 công trình biệt thự. Em làm hết các việc nhà, sau anh ấy lại đi cặp bồ với người ta thì lại có thai. Thôi mình bỏ qua những chuyện buồn đó đi nha. Bây giờ mình bắt đầu một cái tương lai mới, một hạnh phúc mới nha. Con trai phát biểu vài câu đi nè, hôm nay con thấy vui không? Dạ có. Rồi bây giờ thí dụ như ba con mà kiếm cho con thêm một người mẹ khác, một người mẹ mới để chăm sóc con, lo cho con chịu không? Dạ có. Con thấy cô này như thế nào? Dạ cô cũng rất xinh đẹp, con muốn cho cô làm vợ ba con. Con muốn con làm vợ ba con hả? Cô cảm ơn cháu. 1 2 3 Bấm, bấm. Nắm hai tay thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Đúng rồi. Em vẫn nghe hay nghe. Bây giờ không có nói nhiều nữa, hôn nhau ôm luôn. Hôn má đó. Con, cầm micro lên cô hỏi con vài câu. Con lên đây. Lên đây đi con. Đứng đây với cô nha, rồi, con thấy sao? Con thấy rất là vui khi có được một người mẹ hiền, mẹ mới. Giờ con nhìn thẳng đó, con nhìn thẳng vào đây nè, con kêu ba mẹ thử coi được không? Ba mẹ, ba mẹ. Con, cảm ơn con nha. Dạ em tên là Văn Quốc Toản, sinh năm 1983. Quê em ở Cà Mau, hiện tại em làm công việc ở quận 3. Công việc của Toản là gì? Dạ em kinh doanh bên mà nhà hàng khách sạn, em là chủ, em chỉ tới lui em coi thôi chứ em không có trực tiếp em làm. Rồi bây giờ mời chị. Thì em tên là Võ Thị Lan Anh, hiện tại đang công tác tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình. Năm nay em 36 tuổi và nhà em cũng hiện tại em đang ở Tân Phú, giáp Tân Bình. À em xin lỗi, em quên chào anh bên kia. Dạ dạ em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ. Em đã trải qua những cái mối tình thế nào rồi? Đi học xong thì em nghỉ học, em lên Sài Gòn em làm. Về thì có mấy tháng là em đi coi vợ, em cưới vợ em luôn. Nên em không có trải qua mối tình nào hết. Hai người chung sống 11 năm mà thấy không có tình cảm nên mới chia tay. Có mấy đứa con? Dạ có một bé gái, hôm nay 10 tuổi anh. Lý do gì mà 11 năm mà cũng phải chia tay vậy? Đánh người thì gì, đánh người khác nên không có hợp nên chia tay. Rồi con gái 10 tuổi ở với ai? Dạ ở với em. Ở với quê, với học, với quê với bà nội thì mới nghỉ hè em bước lên đây được khoảng hơn tháng. Ôi, chia sẻ với em điều đó ha. Chị chia sẻ về tình duyên của mình ha. Về đường tình duyên thì thật sự là em cũng đã lập gia đình rồi, cũng chưa có con gì hết. Thì em cũng chia tay với lại chồng em cách đây cũng 4 năm. Thì nói về lý do chia tay thì thật sự là hai người có thể là không tìm được tiếng nói chung. Trong 4 năm đó không có ai tiến tới hoặc là không có ai tán tỉnh mình hay sao chị? Nói chung là trong 4 năm đó thì cũng có. Giả sử như hai người người ta tìm hiểu mình đi, rồi mời đi uống cà phê. Cái bữa đầu đi thì cũng như thủ tục gì đó, cũng hỏi thăm làm quen rồi đó. Cái qua bữa thứ hai, cái ngồi cũng uống cà phê, cái tự nhiên người ta có thái độ mà vui lắm. Không biết là bây giờ còn không, nhưng mà cái thời của Lan Anh đó là uống xong đó, em ơi,
anh mệt quá. Cái bài này quen quá, muốn đi ngủ. Cái lúc đó là anh kêu, ờ vậy thôi anh về anh ngủ đi, là coi như xong rồi đó. Dạ. Hoặc là người ta không hỏi anh đi ngủ nữa mà nói là, ờ em ơi anh muốn có một cái không gian nào đó, chỉ có hai đứa mình thôi. Tự nhiên cái đang nói chuyện mới quen bữa đầu bữa sau, tự nhiên người ta đưa ra một cái hướng mà cảm thấy có thể là người ta nghĩ mình đã từng lập gia đình rồi, người ta nghĩ mình dễ dãi như thế nào đó, cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị dị ứng. Dạ em đi với cháu em với con em. Con tên là gì? Con tên em gì? Con tên Trúc. Con cảm nhận gì cô Lan Anh sao? Thấy cô Lan thì có giờ bao giờ đánh con không? Dạ cũng có. Đánh mạnh không? Dạ. Chị có muốn nói vài câu gì với bé Trúc không? Nói chung là cô chào con, chào luôn cả cháu của anh Toản. Con có đồng ý cho cô và ba con đến với nhau không? Dạ con đồng ý. Rồi con thấy cô sao? Dạ cô hiền. Cô hiền hả? Nếu cô nói với con là cô không có hiền, con tin không? Nói chung là nếu như cô và ba con có đến được với nhau thì cô hy vọng rằng cô sẽ yêu thương con và con cũng sẽ yêu thương cô giống như là mẹ của con, được không? Dạ. Bắt đầu đi Toản. Anh chào em. Nay đến chương trình nên có làm hai món quà để tặng cho em. Rồi, em rất cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương và rất là đẹp. Trời ơi anh khéo tay quá nè. Dạ thì để đáp lại cái tình cảm anh dành cho em, đây là một cái cuốn sách với tựa đề là Hiểu về trái tim. Anh gặp em rất là vui. Chưa khi mở gào á, anh nghĩ em form nó đẹp, cả vậy mà khi mở gào ra em rất là đẹp. Em cảm ơn lời khen của anh. Nên thương em thương anh á, thì em cũng thông cảm cho anh. Tại vì thương anh phải còn thương con anh nữa. Thì những điều anh chia sẻ và em cũng nói rồi, em và anh có một cái điểm chung đó là phải biết quan tâm lẫn nhau. Nếu thật sự yêu thương nhau mà cảm giác rằng đây là một mảnh ghép của mình sẽ ghép lại với nhau thì chúng ta hẳn bấm nút. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng chị. Mình nắm tay nhau đi. Con có muốn lên sân khấu với ba với cô không? Năm người này chụp đám cưới luôn nè. Ba người mình sẽ là một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Sớm báo tin vui nha. Em tên là Trần Kim Thấm, năm nay em 33 tuổi ạ. Hiện tại sống ở thành phố và quê ở miền Tây là Bạc Liêu đó anh. Bạc Liêu. Dạ. Thấm ở thành phố, Thấm làm gì? Dạ hiện tại em là trưởng bộ phận kinh doanh của công ty Kềm Nghĩa. Còn bạn trai giới thiệu đi. Mình tên là Lương Văn Hợp, 37 tuổi, quê quán Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em có một công ty về sản xuất bao bì giấy ở bên Bình Tân. Tình duyên của em thì nó không được đẹp lắm. Tức là năm 2006 thì em có lập gia đình với một bạn đó 2 tháng, sau đó là chia tay. Đăng ký kết hôn rồi có 2 tháng phải chia tay nhau vậy? Bạn gái lúc đó thì có mẹ với bà ngoại là bệnh nặng, là muốn an tâm về cháu gái vậy đó. Thì bạn gái đề nghị với em là sẽ làm đám cưới xong thì lại trở về bình thường. Em thì em nghĩ là nếu mà có thể được thì cũng ổn định luôn, nhưng mà nó cảm giác là nó miễn cưỡng, nó không ổn. Ủa tụi em quen nhau lâu không mà đàn gái có thể đề nghị cái điều đó? Khoảng tầm 2-3 tháng gì đó. Quen có 2-3 tháng thôi. Dạ. Cũng chủ động, tức là hai bên đã thỏa thuận với nhau rồi, là rõ ràng là như vậy rồi. Rồi, coi như mà lỡ một lần đò. Vậy còn Thắm, tình trường của mình như thế nào? Dạ, em có 4 mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì em có đính hôn, nhưng 1 năm thì mình chia tay, mình cảm thấy không hợp. Sau đó thì mình cũng quen một vài bạn trai. Và mối tình gần đây nhất đó là mình mới chia tay được gần 1 năm. Và lý do mình chia tay là mình không cảm nhận được sự quan tâm từ người bạn trai. Người bạn trai không bao giờ hỏi mình đi đâu, làm gì, ăn cơm chưa, đi chơi với ai, đi mấy giờ về. Mình cảm thấy nó quá lạnh, cho nên là sau 3 năm mình quyết định chia tay. Vậy còn cái lần đính hôn đầu tiên, tại sao mình đính hôn rồi mà cuối cùng mình không tiến tới? Cái đó là khoảng cách. Tình yêu không đủ lớn để vượt qua khoảng cách cho nên mình chia tay. Yêu xa. Dạ vâng, đúng rồi. Bắt đầu đi. Đó, không gian này là của hai bạn. Dạ. Xin tặng em một dạ, hoa. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Hoa đẹp quá. Đúng rồi. Dạ. Anh xin tặng một món quà này nữa. À, đây là chiếc khăn quàng cổ. Anh rất trân trọng mối quan hệ ngày hôm nay.
Dạ vâng. Đó, đó là ý nghĩa. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Em mở ra, đây là một bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân. Cái ý nghĩa là anh phải chăm sóc bản thân anh thật tốt thì anh mới có thể chăm sóc được người yêu và người phụ nữ của anh tốt nhất. Anh cầm cho. Đây quà, đây là một chiếc khăn hả? Dạ. Anh có thể anh, okay. Cột. À, đây em cầm luôn cho, em phụ cho. Ừ, nhiệm vụ của em là vậy mà. Đây đây. Trời ơi, chọn cái khăn màu cũng tinh tế nữa. Cái gu của thẩm mỹ ông này là tôi chịu rồi đó. Anh chưa có khăn cho ai và cũng chưa có khăn cho mình. Thế nên... Đúng rồi. Anh sẽ cột thế này thôi nhá. Đám cưới em làm dâu phụ được hả Thư? Sao vậy anh? Đám cưới làm dâu phụ á. Dạ. Anh làm rể phụ cho. Dạ, vâng, cảm ơn anh. Dạ, anh cảm ơn anh. Anh ngồi đi, mến ngồi, mến ngồi. Ừ, tự nhiên như ở nhà. Anh phát khăn đẹp quá hả? Dạ, cảm ơn anh. Về vấn đề hôn nhân á, dự định đến khi nào anh có thể lập gia đình đám cưới? Theo anh nghĩ khoảng 3 tới 6 tháng. Thời gian có thể nhiều hơn nhưng mà bằng cách không để thời gian kéo dài anh sẽ làm cho nó cấp tốc hơn. Dạ. Còn một quan niệm em muốn hỏi anh nghĩ như thế nào về sống thử trước hôn nhân? Nói thiệt tình là anh cũng không biết như thế nào nữa. Tại vì anh cũng nghe xã hội người ta cũng bàn tán nhiều ý kiến nhưng mà quan điểm của anh thì anh nghĩ là không nên. Về cơ bản trong một người con trai với một người con gái ấy, thì nói về trách nhiệm gia đình và trách nhiệm xã hội ấy, thì cái người đàn ông phải là nhiều hơn. Và trong việc sống thử khi mà nó không thành công á, cái người đàn ông lúc đó họ không còn trách nhiệm gì với cái phía bên kia. Mình cảm giác là nó không ổn lắm. Anh mà có con gái thì anh sẽ không thích chuyện đó. Thì em thì có quan điểm khác. Em nghĩ rằng khi mà hai người yêu nhau đủ chín mùi thì việc sống thử trước hôn nhân nó cũng là một cái lợi thế để hai người có thời gian hiểu rõ nhau về cuộc sống với nhau như thế nào. Thật ra em chứng kiến rất là nhiều bạn bè em quen nhau, cưới nhau rồi sau đó hôn nhân tan vỡ vì chưa hiểu nhau thật sự, chưa chấp nhận được những cái thói xấu hoặc là những cái điều không tốt của nhau. Anh thì anh nghĩ là cái việc mà tìm hiểu nhau nó thực tế hơn đó, không nhất định cứ phải sống thử, tức là mình sẽ có nhiều cách để tìm hiểu nhau. Trước đây không cần sống thử, họ cũng tìm hiểu nhau, họ cũng hạnh phúc vậy, tại sao cứ phải sống thử? Mà rất là nhiều nơi họ cũng văn hóa khác mình, họ cũng sống thử liên tục đó chứ. Nhưng mà họ cũng chắc gì đã hạnh phúc hơn mình đâu. Anh không có phủ nhận cái chuyện là cái tác dụng của nó, nhưng mà anh nghĩ là sẽ có nhiều cách lựa chọn tốt hơn là cái việc đó. Em á, cá nhân em á, thì em tôn trọng cái điều đó. Và cái điều đó nó giúp em hiểu được sâu hơn cái người mình chọn làm chồng và quyết định của mình nó xứng đáng để mình chọn. Đúng là hồi trưa ông bà chúng ta nói là không có nên ăn cơm trước kẽn. Nhưng mà với cái thời bây giờ và cái xã hội hiện tại, em nghĩ điều đó để giúp người ta hiểu sâu hơn, nhiều hơn với nhau, để tránh những cái sau này hối hận rồi. Vì ngày xưa tôi chưa hiểu anh, vì ngày xưa tôi chưa biết anh, vì ngày xưa tôi chưa biết tật này của anh nên tôi hối hận. Những cái câu đó nó rất đơn giản nhưng nó sẽ găm vào tim gan của người khác. Thực sự là anh không dám phủ nhận chuyện đó, nhưng mà chỉ có điều anh thấy nó sao sao á. Sao sao? Nếu mà chưa lập gia đình mà bây giờ chính thống mà tuyên bố là hai người sống thử với nhau thì anh nghĩ là anh sẽ không dám. Cái chuyện sống thử nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng là mình có yêu thương nhau không. Dạ, đúng bây rồi. Giờ cưới nhau giống như anh, cưới nhau mới có 2 tháng à, chúng ta đã chia tay nhau rồi. Thật sự đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng xem lại một cuộc hôn nhân mà sống thử, người chịu thiệt thòi nhất là phụ nữ, vẫn là phụ nữ. Ví dụ người hiểu chuyện đó, cô đó yêu anh đó mấy năm trời rồi thôi chia tay. Người không hiểu chuyện người ta nói trời ơi con nhỏ đó sống với thằng đó bao nhiêu năm còn cái gì nữa. Người thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Con ông có thể sống thử cô này, sống thử em 6 tháng rồi xong yêu cô khác sống thử 1 năm vẫn có thể lấy vợ hoài hoài. Cái thời gian mà tìm hiểu á là giấu, anh yêu giấu em yêu giấu, giấu hết đó. Nhưng sống thử thời gian lòi ra hết à. Bởi vì sao? Đàn ông sợ một cái điều duy nhất, 2 từ: trách nhiệm. Giống như em đã nói rồi á, yêu nhau là một chuyện, sống với nhau là một chuyện. Vì khi sống với nhau á là phải dung hòa. Vì anh tốt cái này nhưng mà em không tốt thì anh phải thông cảm với điều đó. Tại vì con người không có ai hoàn hảo cả. Và em không hề muốn tìm một người đàn ông hoàn hảo. Em muốn tìm một người biết chăm sóc và chia sẻ. Người đàn ông biết chăm sóc, chia sẻ mới mang đến cái gia đình hạnh phúc. Chứ thật sự tiền không mang đến trong gia đình mình hạnh phúc. Em là Nguyễn Thị Thanh Thảo, đến từ Đắk Lắk ạ. Năm nay em 39 tuổi. Công việc hiện tại của em là đang buôn bán tại nhà.
Bán gì vậy Thảo? Dạ bán trước cổng trường anh Linh. Bánh kẹo trái cây này kia ha. Dạ. Mời bên đàn trai. Em tên là Nguyễn Văn Tuấn, năm nay 39 tuổi, quê ở Ninh Bình. Thì gia đình đang sống ở Thủ Đức và hiện tại là nhà đang ở Di An, Bình Dương. Em làm nghề công việc gì? Dạ, em làm bên kinh doanh bất động sản. Thảo ơi. Dạ. Em cho bên đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên của em sao Thảo? Dạ, đường tình duyên của em thì em cũng có một mối tình rồi. Là em quen anh đó được 3 năm thì em mới phát hiện anh đó đã có vợ rồi. Cho nên là hai đứa đồng ý chia tay trong vui vẻ để không bị ảnh hưởng tới hai bên. Coi như là không may mắn lắm trên đường đời đúng không? Rồi, xin mời Tuấn. Đường tình duyên thì cũng có được làm mai làm mối. Quen được 6 tháng thì cũng đã tới kết hôn. Cũng kết hôn được 6 năm, cũng có được một bé trai. Bé trai năm nay thì cháu được học lớp 2 thì cũng đang ở với bố. 6 năm? Dạ. Mà sao tới đi đến chia tay? Dạ, thì nói chung là trong cuộc sống thì mỗi một người một cái công việc khác nhau. Cho nên là có những cái trở ngại về thời gian chăm sóc cho gia đình. Em thì nói chung là rất là chu đáo về vấn đề chăm sóc nhà cửa gia đình. Thì người bạn gái kia thì cũng hơi có một chút gọi là nghiêng về vấn đề đi làm ăn nhiều quá. Nó dẫn tới là không lo toan chu đáo được trong gia đình thì dẫn đến xa nhau ra. Mình phải rút ra một cái kinh nghiệm nào đó để có thể mình sẽ làm tốt cái nhiệm vụ của mình với cái mối tình kế tiếp ha. Thảo ơi, em có ngại gì khi một người đàn ông đã có gia đình rồi, nhưng mà đã chia tay rồi không? Dạ không ạ, trong đăng ký của em có ghi là tìm một người đàn ông đã đổ vỡ trong hôn nhân. Tại vì họ như thế thì họ đã rất là hiểu trong cái chuyện cuộc sống hôn nhân. Họ sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn ạ. Bây giờ sẵn có đàn gái đó, bắt coi như là gì đàn trai nói gì với đàn gái đi. Nếu mà tụi nó đồng ý thì mình tiến tới gì đó. Đó, hay hai bà su gia trời ơi. Dễ thương quá. Dạ chị. Dạ. Thì các cháu bây giờ nó gặp hợp nhau. Dạ. Thì thôi bây giờ về sau này các cháu nó bấm nút này nè. Chị em mình thì gọi là gặp nhau. Dạ. Cố hội cho các cháu. Bây giờ thì còn đi lại nhau nhiều. Dạ. Bây giờ thì thôi chị em mình thì gọi là bắt tay để phấn khởi với chú ông. Dạ. Hai bà xui ôm nhau, ôm nhau đó. Dễ thương hết sức à. Đi rồi. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn hai bà xui tương lai. Các cháu mà nó... Rồi hai bà xui tương lai đứng tám đó chị. Đến nhau nhau. Dạ, nhau dạ, nhau bắt tay dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Không biết hai đứa trên đây có hợp nhau không, chứ hai bà xui hợp rồi đó. Rồi đó Tuấn. Bắt đầu đi. Chào em, anh đến đây thì cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây là món bó bông đầu tiên người đàn ông đầu tiên tặng cho em. Anh tưởng tượng hình như họ gặp đâu hồi đó tới giờ rồi. Đúng rồi. Hình như trong giấc mơ họ đã gặp nhau và họ nắm tay nhau, họ hát cùng nhau rồi. Hai con tim họ đã cùng chung nhịp đập rồi. Dạ, em giống như là người thất lạc của em bao nhiêu năm nay giờ em mới tìm được ạ.